Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng của ông Tập cho đập tan luận điệu xuyên tạc bằng cách đánh dưới thắt lưng tiếng nói tự do. Vào ngày 23 tháng 8, tờ báo An ninh Thủ đô có bài viết đập tan luận điệu xuyên tạc sai trái leo lái dư luận về hai vụ án toàn tính gì khi tìm cách xuyên tạc các vụ án như chuyến bay giải cứu và Việt Á. Ngành công an của Đảng Cộng sản Việt Nam thường hay dùng từ đập tan để chỉ hành động chống lại tiếng nói tự do. Bài báo nhằm vào các tờ báo tiếng Việt ở nước ngoài, những tờ báo không chịu sự kiểm duyệt của Đảng Cộng sản, và Đảng Cộng sản vẫn luôn dùng ngôn từ vô cùng sức láo với báo chí tự do như thế. Từ đập tan là một ngôn ngữ của kẻ côn đồ hung hăng, chứ không phải ngôn ngữ của cơ quan chấp pháp. Trên mặt trận báo chí, 800 tờ báo của nhà nước không đủ sức để chống lại tiếng nói tự do từ bên ngoài, bởi báo từ bên ngoài nói lên sự thật, trong khi báo trong nước chỉ biết nói dối trá và tô vẽ cho Đảng. Đó là nguyên nhân khiến cho Đảng Cộng sản Việt Nam phải dùng áp lực để ép các mạng xã hội lớn phải ra tay bóp nghẹt tiếng nói từ bên ngoài. Nếu Đảng Cộng sản có sự thật thì cần gì phải dùng những hạ sách như vậy để chống lại báo chí tự do. Tờ Thời báo .d cũng rất nhiều tờ báo tự do khác trên kênh truyền thông bị chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam gây áp lực buộc Facebook và YouTube hạn chế tương tác. Họ luôn miệng nói rằng báo chí tự do là bôi nhọ, là xuyên tạc, nhưng họ không đủ bằng chứng và lập luận để phản bác lại những lập luận của báo chí ở nước ngoài. Họ sợ người dân đọc tờ Thời báo.d, đọc Tờ Tiếng Hoa Kỳ, EFA và rất nhiều tờ báo tự do khác. Nếu họ làm đúng, làm tốt cho dân thì ai có thể bôi nhọ được họ. Người dân đủ tỉnh táo để nhận biết những tờ báo nào nói lên sự thật, những tờ báo nào nói dối. Chỉ có kẻ nói dối mới sợ sự thật, chứ sự thật chẳng bao giờ sợ ai cả. Vì thế, chính hành động điên cuồng chống lại báo chí tự do đã tự tố ra bản chất sự bất chính của chính quyền Cộng sản. Pháp luật thế này mà bảo là nghiêm minh hay sao? Tờ báo An ninh Thủ đô cho rằng qua hai vụ án Việt Á và chuyến bay giải cứu đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Không biết luật pháp nghiêm minh ở đâu khi mà các bản án trong vụ án chuyến bay giải cứu đều có dấu hiệu của sự ngã giá phía sau. Không biết luật pháp nghiêm minh như thế nào mà thư ký nhận tiền hối lộ cho sếp nhưng sếp lại không hề hấn gì, như trường hợp của ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế. Không biết luật pháp nghiêm minh chỗ nào mà ông Chu Ngọc Anh nhận tới 200.000 đô la từ Việt Á nhưng lại không bị truy tố tội nhận hối lộ. Ông Phạm Công Tạc, cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nhận tới 1,1 tỷ đồng cũng không phạm tội nhận hối lộ. Luật pháp nghiêm minh mà nghiêm minh thế sao được? Không chỉ có vụ án Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu mà còn qua rất nhiều vụ án khác, đã chứng tỏ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam buông thả cho công an và tòa án, viện kiểm sát tùy tiện làm luật, làm án. Vụ án tử tù Hồ Duy Hải đã cho người dân thấy rằng hệ thống pháp luật của Đảng Cộng sản Việt Nam kinh tởm như thế nào. Công an điều tra thì dùng vật chứng mua ngoài chợ đem về, nhưng tòa án vẫn chấp nhận và phán tội chết cho bị cáo. Rồi vụ án được đưa lên cấp hàm giám đốc thẩm, nhưng tòa vẫn xử y như vậy, vẫn chấp nhận vật chứng mua ngoài chợ để mà kết án tử hình oan công dân. Pháp luật thế này thì chẳng cần ai xuyên tạc hay bôi nhọ gì cả, bởi bản chất của nó đã nhọ như thế rồi. Đấy là những ví dụ điển hình, còn vô số những vụ án oan và vụ án bất công khác. Ví dụ như một thanh niên bắt trộm một con vịt về ăn nhậu thì bị kết án tới 7 năm tù giam. Còn Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm thất thoát tới 15.000 tỷ đồng là tiền thuế của người dân Việt Nam đóng góp của nhân dân Việt Nam thì lại chỉ bị hưởng án treo. Những loại án như vậy nói lên bộ mặt của chế độ, chứ không cần ai phải bôi nhọ họ cả. Sự thật sờ sờ ra đấy, báo chí tự do, trong đó có Thời báo .d, chỉ làm công việc là đưa tin về sự thật cho người dân cùng biết. Ngoài chuyện chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam gây áp lực buộc YouTube và Facebook bóp nghẹt tiếng nói tự do, thì Đảng Cộng sản Việt Nam còn nuôi một lực lượng rất lớn phá hoại, đó là thành phần dư luận viên và lực lượng 47 chuyên đánh phá các trang báo tự do, mà trong đó tờ Thời báo.d đã chịu rất nhiều sự tấn công. Đây là cách đánh dưới thắt lưng rất hèn hạ của chế độ. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ đập tan được tiếng nói tự do. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đảng của Tổng cho đập tan luận điệu xuyên tạc bằng cách đánh dưới thắt lưng tiếng nói
tự do. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vắt kiệt sức người bán vé số dạo đổ vào biệt phủ lộng lẫy của quan to. Cờ bạc là ngành công nghiệp móc túi người có máu đỏ đen. Người dân bỏ sức lao động ra kiếm tiền, máu đỏ đen xui và khiến người ta đổ tiền vào cờ bạc. Từ ngành công nghiệp cờ bạc ra đời, không biết cờ bạc có từ bao giờ, tuy nhiên có thể khẳng định ngành cờ bạc có trước cả chế độ phong kiến, nghĩa là từ rất lâu rồi, cờ bạc đã xuất hiện trên trái đất này. Đối với người chơi thì khả năng thua cao hơn là thắng, tuy nhiên đối với nhà cái là thắng chứ không thua. Về lâu dài, nhà cái thì luôn thắng, đó là lý do tại sao bọn xã hội đen nhảy vào ngành công nghiệp cờ bạc, đã tổ chức đánh bạc thì nhà cái ngày một giàu hơn. Vắt kiệt sức dân bán vé số dạo. Chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam xem cờ bạc là tệ nạn xã hội, tuy nhiên chính họ cũng không cưỡng lại sức hút của ngành cờ bạc, đặc biệt là vai trò của nhà cái. Mô hình công ty xổ số kiến thiết ra đời là để nhà nước vơ vét tiền trong túi của dân thông qua ngành cờ bạc, để hợp thức hóa một trò chơi mà họ tự xem là tệ nạn, do chính họ bày ra, thì họ lại gắn thêm từ kiến thiết vào sau từ xổ số, mặc dù các công ty xổ số chẳng bỏ ra xu nào để mà kiến thiết quốc gia cả. Ngành xổ số là ngành hốt tiền dân đỏ đen để mà phát thưởng. Hiện nay cơ cấu trao xổ số kiến thiết là 38% trên tổng thu nhập từ tiền bán vé số, nghĩa là bán ra 100 tỷ đồng chỉ phát thưởng có 38 tỷ đồng cho tất cả các giải. Tuy nhiên rất nhiều trường hợp vé trúng nằm trong số vé ế nên nhà cái còn được lợi lớn hơn nữa. Hầu hết khi vé ế được trả về thì nhà cái vẫn có lợi nhuận rất lớn chứ không bao giờ lỗ cả. Từ 20 năm trước, trò thao túng trường quay xổ số đã lộng hành. Những năm gần đây, xổ số truyền thống vắng hẳn người trúng giải độc đắc, mặc dù người bán vé số ngày một đông hơn từ Bắc đến Nam. Có người cho chúng tôi biết, thực tế hiện nay rất khó có chuyện quay số ngẫu nhiên mà kết quả xổ số chỉ là kịch bản. Nhà cái hoàn toàn có thể điều khiển được kết quả mở thưởng, mặc dù có các ban ngành chứng kiến màn quay xổ số. Đó là một trong lý do khiến cho trường hợp trúng số độc đắc ít hẳn đi. Cách đây 20 năm, tỉnh Long An đã từng rung động vì vụ án thao túng trường quay xổ số kiến thiết Long An. Vụ án này đã khởi tố 17 bị cáo, tuy nhiên 17 bị cáo này toàn là tốt thí. Những kẻ chủ mưu thao túng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Kể từ đó, hiện tượng thao túng trở nên tinh vi hơn rất nhiều, chứ không lộ liễu như trường hợp ở tỉnh Long An trước đây. Khi trường quay bị thao túng thì nhóm trùm trong các công ty xổ số kiến thiết có thể bán thông tin cho các tụ điểm đánh đề để mà kiếm lời. Đồng thời họ cũng có thể cho người nhà hoặc người thân của họ trúng số, thậm chí là cho các con chốt của họ trúng số, rồi sau đó người trúng trên danh nghĩa phải trả lại giải thưởng cho nhóm thao túng kết quả. Có rất nhiều cách để mà kiếm tiền từ hành vi thao túng kết quả xổ số. Siết cổ dân bán vé xổ số dạo để mà quan chức hút tiền khủng. Vào tháng 7 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Văn Minh, 66 tuổi, cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Đồng Nai, tức là công ty xổ số Đồng Nai, 5 năm 6 tháng tù giam, và Nguyễn Thị Thùy Oanh, 64 tuổi, cựu kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài vụ công ty xổ số Đồng Nai, 5 năm tù giam, cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Những người này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 78 tỷ đồng. Nhà cửa của quan chức ngành xổ số thường là biệt phủ rất rộng lớn, nguyên nhân cũng vì họ ăn đậm như thế. Hiện nay các công ty xổ số đang ép người bán vé số dạo phải ôm vé ế, mặc dù mục đích là để công ty xổ số có nhiều lợi nhuận hơn nữa và để quan chức ngành xổ số có thêm biệt phủ. Ngoài các quan ngành xổ số, các quan chức khác cũng được lót tay không ít. Ngày nay không ai ăn một mình cả, mà họ ăn cả tập đoàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Vắt kiệt sức người bán vé số dạo
đổ vào biệt phủ lộng lẫy của quan to. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de